Từ nay, đừng chan canh vào cơm khi ăn nữa nha các mẹ. Lý do là vì thường các mẹ hay chan canh vào cơm cho bé dễ ăn, mà có nhiều người lớn cũng có thói quen này. Không chan canh vào là khô khom nuốt nổi. Thật ra điều đó không hề tốt tí nào đâu ạ. Thói quen đã có từ rất lâu thì sẽ rất khó bỏ, nhưng cái gì cũng phải tập từ từ, chứ đâu đùng một cái là làm được liền. Muốn biết nó không tốt chỗ nào thì các mẹ đọc bài này sẽ rõ. Các bác sĩ cho rằng trong bữa cơm, bất kể là nước canh hay nước lọc, nước ngọt đều cần hạn chế. Nguyên nhân là nước sẽ làm loãng dịch vị, khiến thức ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa đã vào ruột non, dễ gây các bệnh về tiêu hóa. Về thói quen chan cơm với canh, các chuyên gia khuyến cáo đây là sai lầm rất nhiều người mắc phải, đặc biệt khi cho trẻ ăn. Mặc dù nước canh sẽ khiến chúng ta dễ nuốt hơn, nhưng cũng gây phản ứng dùng khi lượng cơm và thức ăn trộn tụt vào dạ dày mà chưa được nhai kỹ. Điều này khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn. Nếu duy trì lâu dài, bạn sẽ mắc bệnh đau dạ dày. Khi nhai thức ăn, enzyme trong nước bọt tiết ra hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, rất có lợi cho sức khỏe. Khi chan cơm cùng canh, dịch tiêu hóa bị nước pha loãng khiến quá trình hấp thu dinh dưỡng giảm, tạo cảm giác nhanh no nhưng thực chất lượng dinh dưỡng rất ít. Chan nước canh khiến trẻ ăn nhanh, no ảo, dẫn tới thiếu chất. Về lâu dài, thói quen này sẽ tạo thành phản xạ lười nhai, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển cơ hàm của trẻ. Khi dùng bữa, phải đảm bảo nguyên tắc ăn từ từ, nhai kỹ để cảm nhận hết vị của món ăn, vừa tạo điều kiện cho các cơ quan phối hợp hoạt động nhịp nhàng. Vậy, ăn như thế nào mới đúng? Người lớn thì nên uống nước canh trước khi bắt đầu ăn cơm và các thức ăn khác, hoặc ăn canh sau cùng. Những người muốn giảm cân có thể uống 1-2 bát canh trước khi dùng cơm, tạo cảm giác no, ngăn chặn việc ăn quá nhiều cơm. Nếu cơm khô, khó nuốt, các mẹ có thể chan ít nước thịt hoặc nước canh để dễ nhai hơn, nhưng vẫn phải lưu ý khi ăn phải nhai kỹ. Riêng với trẻ, bố mẹ chỉ nên cho con uống canh sau cùng, tránh làm bé no quá, không muốn ăn. Ăn canh là tốt, nhưng ăn đúng cách thì mới phát huy hết tác dụng của nó nha mẹ. Tránh vì thiếu hiểu biết mà hại sức khỏe cả nhà mình, nhất là con trẻ nè. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Xôi tuyệt đối không được ăn với món này nếu không muốn thận bị hỏng. Xôi có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nhưng chúng ta không nên ăn quá nhiều. Mỗi ngày chỉ nên ăn 2/3 quả, cỡ trung bình là đã đạt mức các nhà dinh dưỡng khoa học khuyến cáo. Nhưng bạn có biết xôi hợp với đồ ăn gì và kỵ với món nào không? Hãy đọc thêm bài viết này để có hiểu biết tốt hơn về loại quả hấp dẫn này nhé. Xôi không được ăn cùng với gì? 1. Ăn xôi không được uống rượu. Xôi và rượu đều tính cay nóng, ăn nhiều sẽ hại thận. 2. Xôi không được ăn cùng hải sản. Xôi và hải sản đều là thực phẩm dễ gây dị ứng, ăn cả hai cùng lúc sẽ khó tiêu và dễ gây dị ứng. 3. Xôi không được ăn cùng thực phẩm cay nóng như tỏi. Xôi chứa các axit, axit amin, protein. Những chất này đều có tính kích thích. Sau khi bài tiết đến quả thực sẽ gây dị ứng, nếu nặng sẽ gây mẩn đỏ, đau đớn. Xôi cũng không được ăn với đồ cay nóng, ăn nhiều sẽ hại thận. Thức ăn cay nóng ngoài tỏi còn có hành, hẹ, gừng, rượu, ớt, hạt tiêu, quế, hồi, thì là. 4. Xôi không được ăn cùng với dứa. Dứa có tác dụng phụ đối với da và mạch máu. Hai loại trái cây này ăn cùng sẽ gây dị ứng, vì xôi và dứa đều chứa thành phần hóa học gây dị ứng da. Xôi có chứa monohydroxybenzene hoặc dihydroxybenzene.
Sồi chưa chín hoàn toàn còn có axit uronic, chúng gây kích ứng niêm mạc da, có thể gây ra môi miệng sưng đỏ, vừa ngứa vừa đau, trường hợp nặng gây sưng rộp. Chứa có tác dụng phụ lên da và huyết quản. Loại dị ứng này có tính phát nhanh, sau khi ăn dứa 1 giờ, bệnh nhân có thể biểu hiện ngứa, mẩn đỏ, ra mồ hôi, chân tay, miệng lưỡi tê. Người không nên ăn xoài. Xoài có tính bình và có thành phần gây dị ứng, nên người bị bệnh về da, u nứ cần tránh ăn. Xoài chưa chín cũng có mủ tiết ra là chất gây dị ứng. Những người hư hàm, ho, viêm họng cũng nên tránh ăn xoài để tránh ngứa cổ họng. Người hen suyễn cũng không được ăn. Đến bệnh viện thăm bệnh nhân viêm thận, tuyệt đối không đem xoài. Ăn nhiều xoài có hại cho thận, do đó người bị viêm thận cấp và mãn tính không được ăn. Ăn xoài nhiều sẽ gây dị ứng. Lá xoài và nước xoài gây viêm da cho người cơ địa mẫn cảm. Cách tốt nhất là cắt xoài thành miếng nhỏ rồi ăn trực tiếp. Ăn xong súc miệng rửa miệng, tránh nước xoài đọng lại. Người bình thường cũng không nên ăn quá nhiều xoài, nếu không sẽ bị vàng da, đồng thời gây tổn hại cho thận. Đặc biệt, càng không nên ăn nhiều xoài cùng với các chất cay nóng khác cùng lúc. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tốt thực phẩm có thể gây chết người hàng đầu cần phải biết. Thực phẩm luôn là nguồn cung cấp dưỡng chất, nuôi dưỡng cơ thể. Tuy nhiên, bên cạnh các loại thực phẩm an toàn thì có hàng loạt thực phẩm cực độc gây hại cho sức khỏe con người. Dưa muối chưa kỹ. Dưa muối là một loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm người Việt. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng đúng cách thì dưa muối đôi khi lại trở thành thứ gây hại. Bởi vì trong một ngày đầu muối dưa, vi sinh vật sẽ chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitrit. Làm hàm lượng nitrit tăng cao, độ pH giảm dần sẽ vô cùng độc hại, thậm chí gây ngộ độc cho người sử dụng. Tin tức trên báo Pháp Luật Việt Nam. Măng tươi. Măng cũng là món ăn được nhiều bà nội trợ tin dùng. Nó được chế biến rất nhiều món ăn khác nhau. Nhưng trong măng tươi có chứa hàm lượng cyanin rất cao, khoảng 230mg trên 1kg măng cũ. Khi người ăn phải măng có chứa nhiều cyanin, dưới tác động của các enzyme đường tiêu hóa, cyanin ngay lập tức biến thành axit cyanhydric, là một chất cực độc với cơ thể, có thể gây tử vong. Đậu xanh có nguy cơ gây đông máu. Cũng giống như măng tươi, đậu xanh cũng chứa độc tố. Và nếu không được nấu chín kỹ, chúng sản sinh ra chất độc hại, chứa các chất gây đông máu, có thể kích thích dạ dày của cơ thể, ngộ độc thức ăn. Gừng đập nát, sinh ra độc tố gây biến đổi tế bào. Tin tức trên báo Trí Thức Trẻ, gừng tươi là thực phẩm không nên để lâu. Nếu gừng bị đập nát, củ hỏng là bên trong củ gừng đã xảy ra một chất độc hại, có tên là Sigmoid. Chất này nằm trong cả củ gừng, chứ không phải chỉ ở phần đập nát nên không thể cắt bỏ hết. Đây là hoạt chất có tính độc rất cao, có thể gây sự biến đổi tế bào gan của một người đang khỏe mạnh, cho dù lượng chất này có thể bị hấp thụ rất ít. Trứng gà sống dễ nhiễm khuẩn. Lòng trắng trứng gà sống khi ăn vào cơ thể rất khó hấp thu. Trong trứng gà sống có các chất làm cản trở sự hấp thu dinh dưỡng cơ thể và phá hoại công năng tiêu hóa của tỳ tạng. Ngoài ra, ăn trứng gà sống rất mất vệ sinh, dễ đưa các vi khuẩn vào cơ thể, gây bệnh. Bí ngô để lâu. Bí ngô là một thực phẩm giàu dưỡng chất cực tốt cho sức khỏe con người. Nhưng trong bí ngô chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, do lưu trữ thời gian dài, khiến bên trong bí ngô xảy ra quá trình hô hấp kỳ, khí lây men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Mộc nhĩ tươi có thể gây khó thở. Mộc nhĩ tươi chứa chất nhạy cảm với ánh sáng là porphyrin. Sau khi ăn, với sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, chúng ta rất dễ bị viêm da, xuất hiện trạng thái ngứa, chứng phù thủng, đau nhức.
có người bị phù nề, thanh quản sẽ dễ gây nên tình trạng khó thở. Vì vậy, chỉ nên ăn mộc nhĩ khô, ngâm trong nước, nấu lên thì mới an toàn. Rau cải nấu chín để qua đêm có thể gây ung thư ruột. Trong rau cải chứa nhiều chất nitrat. Nếu để rau cải qua đêm, do tác dụng của vi khuẩn, muối nitrat chuyển thành muối nitrit. Sau khi ăn có thể làm cho tổ chức trong cơ thể thiếu oxy, xuất hiện triệu chứng trúng độc, đau đầu, chóng mặt, nôn mửa. Ngoài ra, chất nitrit có nguy cơ cao gây ung thư đường ruột. Lạc, đậu phụng tăng nguy cơ sốc phản vệ, tử vong. GNews đưa tin, một trong loại thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất là đậu phụng. Phản ứng nghiêm trọng có thể xảy ra là sốc phản vệ, dẫn đến co thắt đường hô hấp, sốc, thậm chí mất ý thức, thậm chí gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Khoai tây xanh, mọc mầm, gây tử vong. Khoai tây là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng không nên ăn khoai tây xanh và mọc mầm. Khoai tây xanh có chứa hợp chất solanine, loại thuốc trừ sâu tự nhiên gây độc cho con người. Triệu chứng ngộ độc solanine là nôn mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, nặng có thể gây tử vong. Hạt anh đào, mơ, mận, đào có thể gây hôn mê, tử vong. Nếu bạn nuốt cả hạt thì không xảy ra vấn đề gì khi nuốt những hạt này. Nhưng một khi chúng bị vỡ cũng có thể giết chết bạn. Vì chúng có chứa cyanogenic, hợp chất có thể chuyển hóa thành chất độc cyanua. Chúng cũng chứa hợp chất amidalin, tiêu thụ ở liều cao, có thể dẫn đến chóng mặt, buồn nôn, tăng huyết áp, suy thận, hôn mê, thậm chí gây tử vong.